Mà hồi hồi lúc con còn nhỏ con có gặp cô Mỹ Tâm đúng không, mà chắc giờ ba cô Mỹ Tâm quên con rồi. Lúc mà ba làm Việt Nam Idol đó, với lại con đang thích nghe người hãy bỏ em đi Người hãy quên em quên đi. em đi á. Rồi khi ba nhớ nói với con Mỹ Tâm là khi nào có bài mới cho con quay chung nữa nè. Rồi bây giờ con hát bài này chung với cô Mỹ Tâm nha. Nghĩ gì? Ngày hãy quên em đi. Hãy